Mực nướng hả chị? Mực nướng, cái này chị ướp sa tế á. Cái này chị Thẩm làm sinh nhật cho mẹ. Mực nướng, kia như nghiêu hả? Cái này là nghiêu chị hấp xả, chị có mua càng á, nướng. Rồi, dữ vậy? Ngon quá ha. Còn thịt lợn. Quá trời món luôn. Tôm xong rồi chứ. Dạ. Không có đều con nhưng mà nó ngon lắm. Tôm thiên nhiên không có đều ha. Wow, còn sống nhảy sành sập luôn. Tại chị mua tôm oxy á. Nó không có đều, con thấy là con bự con nhỏ. Thì sợ nó kẹp á. Chừng nó dữ lắm á, kẹp chảy máu luôn á. Tôi thấy nó chắc nè. Dạ. Cái đầu nó gặp á. Cái này mình luộc đi chị cho đơn giản. Luộc ha. Dạ. Luộc bia cũng được. Luộc bia đi ha. Hấp bia luộc đi cho nhanh. Hấp lâu lắm. Cái này mình nướng với cái này mình hấp xả nè. Dạ. Cái này chị mới ướp. Dạ xíu và tắm ha. Mình cho vô là mình nướng á cho nhanh chứ mình khỏi phải chờ. Dạ. Luộc đi chị, mình làm cho nhanh ha. Chứ nướng là công cực dữ lắm. Chị ăn chay mà chị nhìn vậy. Hôm nay chị Thẩm ăn chay mà chị Thẩm đem đồ mặn về quá chừng. Cái gì vậy? Sếp Hà. Nửa kẹo nó. Trời ơi Sơn Hà đi ghẹo con mèo. Nó cắn con đó. Má hai đâu rồi? Sơn Hà. Sao dám lấy đôi dép má hai phá vậy? Má hai đâu? Hỏi má hai có nhà không? Má hai ơi. Má hai đi làm mới về. Má hai đâu? Sơn Hà. Đi đâu á? Đừng có phá hồ cá của anh hai đó. Má hai về nghỉ ngơi xíu đi nghe, chúc ăn sinh nhật nghe. Của anh hai đó, đừng có phá. Không có hai cái đi. Không có má hai là chúc má hai cho ăn bánh. Không có má hai đi. Giỏi quá. Rồi, thôi đi về. Em pha nước mắm hả? Dạ, em pha nước mắm. Em chấm nghiêu quá anh. Chuyến chuẩn bị nước mắm chua ngọt. Chị Thẩm thì ăn chay nên không có gia vị được. Chị cứ làm đi, em cho. Có hả, chuyên mực cho ướp lạnh luôn á. Ướp ướp quen tay giống như chị này ướp á. Anh Bảo tối mới về hả chị? Anh Bảo tối mới về. Dạ. Xíu chị chậm với đứa nhỏ về chơi nè. Dạ hả, dạ. Nói bé Minh đi học mới về chuẩn bị tối giờ sinh nhật bạn nha. Đi học đi ba chị. Dạ, luộc nước dừa hả mẹ? Luộc nước dừa ngon, luộc dừa. Dạ. Thấy trái dừa gì ba cho hả? Đây đi. Chắc ngọt thì lắm, mẹ xem được ngon. Dừa trồng đây nha. Tôm nuôi đây luôn. Tôm không có nuôi mà tôm sông đây luôn. Nghe xem. Dạ. Anh Chim à? Dạ. Tưởng được uống. Dạ ngon ha. Ôi chị cảm ơn nha. Vậy giờ Thăm. Bánh kem. Nay ăn hột vịt lộn ha. Sao hột vịt lộn cái màu gì vậy ta? Đỏ đỏ. Cái mệt đó kìa. Vậy hả? Từ hôm nay ăn vịt gì màu đỏ này nhé. Mời Sơn chào cả nhà nha. Bữa nay chị Thẩm mua đồ về làm sinh nhật mẹ. Tại vì mẹ nói thì trước giờ mẹ chỉ nhớ ngày âm lịch không à. Và bữa nay trên Facebook báo à. Báo sinh nhật nên là chị Thẩm rủ dì Út ra chơi. Bánh màu tím mẹ thích hả? Cái này không Thẩm? Dạ không mẹ. Luộc tôm bằng nào? Vậy mình luộc sẵn này mà, khỏi xách lên. Mới công nóng. Con nói con không nhớ mẹ nhiêu tuổi để con nhớ năm sinh rồi con nhớ ra. Vậy đặt bánh ở đâu? Đặt bánh ở đây là tuổi dạ. Mẹ nhiêu? 66. Mẹ không có muốn 66, mẹ muốn 67 à. Biết lý do không? Âm lịch đó hả? Âm lịch cộng thêm. Biết bây giờ 66, 67 không? Không ạ. 66 mẹ nói hả, quay ngược lại 99 hả? 66 là ngược lại thành 99 hả?
Lấy bình bông đã ngày vô chân hả? Đẹp quá ha. Nhìn cái bông nó không đẹp mà nguyên chùm cái nó đẹp. Đã đỏ đỏ, tím tím. Cái này là kêu bằng gì? Bức tử. À. Là bức tử. Nãy ngày nãy đêm luôn. Nhìn màu đẹp quá ha. Quá trời tươi luôn. Bữa nay mẹ được ăn sinh nhật bất ngờ nên mẹ không có chuẩn bị gì hết, và cắt mấy bông nửa ngày chân cho đẹp. Chân mà thờ ba hả mẹ? Ừ. Cho có bông nó hoa. Cho ba về ăn sinh nhật luôn. Rồi đẹp vậy. Được không mẹ? Mừng. Nặng không? Cây nhà lá vườn ha. Có xài muốn cắt cho nó đẹp. Rồi được rồi mẹ. Cái gì? À bà nội hả? Trời nắng, trời nắng. Thở đi tắm nắng. Gì nữa? Quậy gì nữa? Xe lửa hả? Nãy giờ nó phá bình nước, nó uống cũng no nóc cái bụng rồi đó. Ông ơi về ăn sinh nhật ông ơi hả? Nhang thơm quá mẹ. Bông nửa ngày. Cà đóng hả? Thôi được rồi em. Để ở dưới cho gọn gọn một chút nữa mình còn để đòn nữa. Đừng đừng ấy nữa chứ. Sao rồi đầu bếp? Xong cho đầu bếp. À, một mình chiến đấu luôn rồi, giỏi ha. Ờ, phải luộc mấy mẻ là hả? Dạ. Mẹ nó luộc nước dừa đó xíu, cho ngọt. Ừ, béo lắm. Ngọt. Nãy nó còn sống luôn á. Cái càng nó kẹp kẹp luôn. Cái rau nó nhiều quá nên cắt nó cho nó bớt. Dạ. Bớt lát để chút nữa chị luộc mua mấy cái càng này luôn. Mấy càng nó chín xong rồi. Chín rồi hả? Ừ. Tại chị cắt nó ra. Dạ, cái đó vậy chứ ăn cũng ngon lắm, thịt nó dễ trừ. Lát mình lấy kéo á, cắt nó ra. Vậy con nghêu này sao mình luộc chung luôn hả? Không, nghêu này chị hấp xả. À, hấp xả. Xả chị có bằng xả. Dạ. Xiến à. Xiến quá, chị không có nêm được á, xiến. Xiến nước mực hả xiến? Ừ. Vậy vậy. Kêu như con mèo vậy đó. Ủa không để bụng chút à, ăn sinh nhật bà cô bà nội hả? Không sẽ không chuẩn bị quay cho nội chưa? Rồi chạy ra cửa hàng mẹ coi có món gì tặng được không hả? Mở đèn lên có món gì đẹp không? Nó đi kiếm quà mà. Sơn Hùng kêu không ra món quà, chút kêu Sơn Hùng hát tặng nội. Sơn Hà cũng hát nha, bà mẹ quê luôn nha. Nó hát sao đâu? Hay là thỏ trắng? Hát sao bà mẹ ghê hát sao? Thở trắng, thở trắng. Thở đi tắm nắng. Trời nắng luôn. Tôm thiên nhiên nè, có con lớn con nhỏ. Đó. Nhìn hấp dẫn chưa? Có gì ăn ngon mực nướng. Chị Thẩm bên ăn chay không có gia vị được. Ăn chay hả? Ăn chay hết món này hả? Nướng cũng phải mấy mẻ mới hết hả chị? Ba mẻ luôn. Ừ. Cái nồi này cái son này hơi nhỏ. Dạ. Có cái này nướng cũng tiện chứ bắt cái bếp lên than đã đầy. Cái này
Dạ. Hẹn giờ 5 phút cây xong. Tôm thiên nhiên ngon lắm á mẹ. Nhỏ nhỏ vậy chứ chắc nồi à. Mực này cũng ngon mà thầy bơi mua sao mà nó teo quá. Mực này con mua của cái chị này quen không ai bán, nó không có bị teo. Mực chứ ngon mực bự á. Sao bỏ những trứng teo nó xíu. Con mà mày lấy sao nó nướng ra vậy luôn á. Nó bị teo. Bây giờ ngâm gì nó lớn ra. Mở ra. Xiên cháy hả xiên? Dạ không rồi. Thơm hả? Thì thần tỏi thơm. Em mini ra trước. Mini này chín rồi. Chị chỉ chắc lắm cái đầu gạch không à. Dạ, mấy nhỏ thì chứ ngon lắm. Mấy con bự bự thì chứ. Chị chắc đông ớt quá à. Nãy giờ có ớt gì không? Chay. Năm năm đi mới ngon. Không biết họ có nữa không? À, nó ngó mẹ nó cười. Cái này mình cho nước vô luôn chứ hả? Xào xong cho nó thơm, cái này cho nước vô. Cho nước vô đi em. Lắc lắc làm sao bay ra ngoài ráo đi. Rồi, được rồi, cho nước vô. Ừ, chút nó ra nước nè. Chắc được rồi đó. Nó lên cái hơi là nó chín rồi. Cho mấy anh bự bự này. Vô hả chị? Xả này nè. Bỏ xả cho hơi ít xả. Chị Mấy hai đang làm gì đó? Cho Sơn Hà ăn hả? Rồi đó, tự nó lấy. Trời ơi, nó lấy hột vịt lộn nó ăn luôn rồi. Rồi. Mấy hai xẻ bưởi. Trời ơi ơi. Có thấy nó hả? Cũng hả? Con đói bụng hả? Để mẹ lấy cái chén bỏ vô kìa. Chưa ăn sinh nhật mà ăn sớm vậy. Ăn sớm vậy ta. Lộn vỏ đâu ra cho nó. Chưa hát sinh nhật gì đâu. Lộn vỏ. Ôi bộ gì mà như ghê vậy. Nè lấy ghế chùi. Bưởi mẹ đâu đây mẹ. Mẹ hả? Nó quậy lăn xăng luôn. Không kịp với nó luôn. Cho Sơn Hà cái nón rồi. Rồi ụp lên đầu luôn. Đó. Rồi vậy được rồi. Đó. Để nó đi chơi. Nó quậy. Rồi đi. Rồi đổi cho ba hả? Cho em múc ăn nè Sơn Hồng ơi. Ít bữa nữa rước ngoại qua chơi. Sơn Hồng dẹp cho ba cái này Sơn Hồng. Đừng 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 đừng. Cái bụng nè mà coi nó uống nước căng cái bụng lên mẹ. Cứ ngắt luôn á. Ôi cái bụng cứ ngắt. Nó lấy cục đá xuống nó lấy nước nó uống. Nói uống rồi như chị Sơn Ca nữa nữa nè, hả họng nước ra luôn. Cái nắp ấm. Nắp ấm. Còn sao rớt nữa hả? Sao uống rớt uống cái nĩa. Nĩa chứ không nữa, nĩa. Chắc cỡ này à. Nĩa. Ừ. Cái rớt cái uống một cái nắp ấm rồi uống một lát. Uống hồi nhây á. Sơn Hà nãy cũng vậy nữa nè. Cái bụng cứ ngắt lên kìa.
Là sen không có hai cái cây ngon mà không. Giỏi quá. Dành gì? Không là không vậy đó sen. Không đâu biết không đâu, đưa mặt cho tao không thôi. Để nó đâu, cái gì cũng cho ăn đó cho nên nha. Cứ ai nói là nghe hả? Là không liền à. Học dịch nè, ngon nè, ăn đi. Nó học dịch nè sen ha. Ngồi xuống ăn đi. Ăn trước ai hết ráo á. Ăn đi là lấy. Làm dễ bưởi với dễ dưa hấu ha. Nặng ăn ở đây xé hết. Chị thân tẩm vào trong chôm nữa. Bữa này nó còn tươi nè mẹ. Ngon ngọt ha. Mẹ tưởng nó non. Nó có nước. Mẹ tưởng nó non. Em chuẩn bị đồ làm lạp xưởng ha em. Sáng nay sẽ dậy sớm nha, ăn canh thịt. Dạ. Nay hết tháng 7 rồi, thường á thì trước ngày 15 á bà con mình ăn chay nhiều, còn sau 15 bắt đầu chuyển qua ăn mặn này. Nay mình làm lại lạp xưởng. À này ngon luôn. Hai rổ tôm. Nhiều chắc chín rồi ha. Tắt lò rồi ha. Dạ. Nó vừa hé miệng cái là được rồi. Ôi ra rồi, nó hả miệng hết rồi. Nó còn dạ. Chưa có há. Thấy đâu con nếm mình chị đi. Thấy nhiều con há miệng chắc là được rồi đó chị. Con nhiêu này mập này cơ. Nhiêu này mập. Cái chị bán chị nói nay nhiêu mập á. Nhiêu mập. Hồi chiều chị tính nhỏ nhưng mà ruột nó đầy. Chị tính mua con nhiêu hai còi á mà bữa nay không có. Thì Hà đội nón cho anh hai hả? Được chưa? Rồi anh hai đội cái nón coi, Hân Hà coi tới hai cái nón lần đó. Dục rồi hả? Chúc đội nón nó đang sinh nhật hả Sơn Hùng? Đang cái sạch cái còi nha. Nào đi. Tội nghiệp, lao nhà bị té trượt tay hả con? À, cô chú coi Sơn Hà giỏi chưa? Chuyên lao nhà lắm. Dưa hấu ngon không chị? Đỏ không? Không đỏ lắm ha. Không đỏ lắm. Cái vỏ này mùa này nó không có được ngon bằng mùa Tết. Cái vỏ gì cua vậy sao? Quá trời dày luôn. Dạ, dày quá. Mà nay có dưa hấu ăn quanh năm ha. Hồi xưa tới Tết mới có. Tại vì ta trồng quanh năm mà. Dạ. Rồi con ném dẹp đi Sơn Hà. Lau xong rồi ném dẹp đi. Trời ơi, giống nhà hàng quá ta ơi. Trời ơi. Cắt đầu ra sẵn hả? Chị cắt đầu luôn, cái rau nó nhiều quá. Bỏ vô cái dĩa nó không có gọn. Rồi, nghêu xong, tôm xong. Mực cũng sắp xong rồi. Chị lại xin ăn hả? Má hai cho kìa, nguyên dĩa luôn. Đó. Ả má hai đi. Ả má hai đi, má hai cho. Má hai đi, má hai cho nè. Ờ, như đó được rồi. Nhỏ quá vậy. Đi. Thôi, bụng nó căng cứng rồi đó. Thôi, bụng căng cứng rồi mà. Thôi. Thôi, không được. Ăn chút nữa. Đầy bụng lắm. Dạ Út. Út quay qua hả? Út chạy qua rồi, Út chạy lại, Út chạy qua, Út chạy lại. Chờ Út 15 ra nữa, chưa thấy Út ra. Dạ. Ba cục này nó rất là ngon ha. Rượu lạp xưởng đủ làm tới Tết không em? À, vậy chắc là mình chuẩn bị rượu để làm mùa Tết đó, mình ngâm xa xa đó cho nó thơm ha. Phải ngâm thêm á. Tại cái này mình ngâm càng lâu á nó càng thơm.
nó xạo. Nó giả bộ làm rớt cái đau tay. Cười. À chứ vô nhập tiệc đi. À cưng. Đâu rồi, Bảo Tính đâu rồi? Trời ơi, nay hết tóc trụ lưỡi vậy ta? Giống gà con quá vậy. Thưởng chơi với anh Bảo Tính đi sao ngạc. Lên vô đây con. Đi vô con. À, vô cả nhà mình vô ăn đi. À. Sao? Thầy thắng lúc nào? Dạ. Dạ. Khóc đi, kêu chắc là khóc đi. Khóc rồi. Khóc rồi. Khóc đi. Khóc đi. Khóc đi. Tự nhiên về chơi với em mà kêu khóc. Thôi, lên lên lên. Liều liều hả? Nó trắng như ngày nhỏ mà, nhỏ nó trắng như xe ngà mà. Hồi sáng thấy cái bà mão cái mẹ chính. Ngày nhỏ cũng trắng như xe ngà. Vậy mình vô nhập tiệc chưa? Khanh ra kìa. Khanh ra. Có cả trong phòng không à. Sao không về làm vậy? Ủa? Ủa trời. Bữa nay mới được tháng. 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 Rồi, lên nhập tiệc luôn nghe. Rồi, mấy em lên ăn luôn nè. Rồi, đây qua quay cái phần thiệp đi. Ủa? Đến dịch xong rồi không? À, trứng vịt mới á. Trứng vịt nhựa. Rồi bây giờ ai hát mừng sinh nhật bà nội đây, Sơn Hà, Sơn Hùng. Có một cây điện tài không được, chính không được đâu. Không chịu đâu. Đốt một cây thôi. Đốt một cây thôi. Ý là cái này nó đưa là cái tim của số 9. Đốt một cây thôi. Làm lộn á. Hay quá ha. Rồi đốt cái này cho bà nội đi Sơn Hùng. Không, cái này nó bay dữ lắm. Rồi đốt cho bộ nó cầm nè. Nó phải dính tiếng sáp luôn. Để tí. Đâu rồi, mấy đứa lên đây hết đi. Mỗi người một cây. Rồi, mỗi người một cây nè. Đó, nó cầm sẽ về nội chơi, nó cầm để cái đứa đó một lượt. Đốt một lượt hả? Đốt một lượt mới đẹp. Đốt một lượt chia ra. Thằng như đây, sinh nhật có lông mà. Thầy thắng nè, trời ơi, con cây út mấy năm mà chảy đâu. Rồi, chảy rồi. Chảy luôn. Chịp, chịp, chịp. Chảy chịp chia luôn á. Nhanh, 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 để hết, nhanh, nhanh, nhanh. Rồi, xong luôn, vừa chia vừa hết luôn. Hát đó không? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Rồi, mừng sinh nhật bà nội nha. Hát phải chơi nhanh lên kìa. Rồi, nội thổi đàn lên nha. Cầu nguyện cho gia đình bình an, gia đình bình an từ lớn tới nhỏ, dòng họ nội ngoại ngoại tộc mình được mạnh khỏe, giơ tay. Chúc nợ gì? Rồi, cảm ơn Sơn Hồng. Rồi, chị Ba thương ba Minh đâu? Rồi, Minh đâu? Để chúc mừng sinh nhật nội đi. Ngoại đi, ngồi đây với nội đi. Mang người xuống. Cái gì quý đàn bà nội ăn, ăn. Ở đây sinh nhật. Rồi, sẽ không ngồi cái nãy nghe. Rồi, ăn vô luôn. Rồi, bây giờ cậu chụp một tấm hình làm kỷ niệm nghe. Sơn Hà đâu? Còn ai nữa không? Thả Sơn Hà Bảo Tính vô luôn. Rồi, để bà Sơn chụp hình nè. Bảo Tính đâu? Bảo Tính vô. Rồi, cái nhà vô này nghe.
nhanh. Rồi chào anh nha. Vô. Rồi vô nha. 1, 2, 3 vô. Ca đưa đưa long nhất cho mẹ nè. Rồi để bây giờ mình điểm danh lại cả nhà cho cả nhà mình làm kỷ niệm nha. Hôm nay sinh nhật má năm, bắt đầu từ má năm nghe, theo ngược chiều kim đồng hồ cho đến là Xuyến nè, Sơn Hà, Sơn Hùng, Bá Minh ha, Bá Minh là con của anh Ba Bảo. Rồi kế là Áo Đen, Betty, con của dì Út 15. Rồi bé Quyền, Bá Hân là em của chị Thẩm nha. Kế đến là chị Ba Thương, ngồi kế chị Sơn Ca. Rồi đây bé An, anh Yên. Rồi tới mình đó chứ. Hoàng Sơn ha, Hoàng Sơn Nam Việt. Rồi ngồi kế là anh Bảo nè. Anh Bảo, rồi thầy Thắng, bạn anh Bảo mà thường xuyên là họp mặt gia đình Nam Việt nha. Các cả nhà biết rồi. Tới là dì Út 15, dì Út 13. Quay trở lại tới má năm nha, giờ thêm vòng nữa nha. Ê, giỡn thôi, mình ăn thôi. Rồi bây giờ cả nhà mình nhập tiệc nha. Chàng cái nước mì vô chén thấp ngon. Ủa chị Thẩm rồi. À vậy hả. Hàng chi nãy điểm danh thiếu chị Thẩm. Sơ Hùng nó nói con có vợ giống bác bà. Con cứ vợ gì hả, nó lấy giá tiền để gửi con có nhà ở. Có bảo nó vậy chị? Không, nó không phải vậy mà nó nói nó không ghét, nó không thích vợ. Nghe nữa nó đi mần về cho vợ chồng sơ giữ nhà vậy gì. Chị Thẩm không ăn mà phải dọn đâu phải không? Trời ơi thầy Thắng nữa, để đó gì thầy Thắng. Rồi mẹ đem về mẹ trồng. Này dì Út vô bếp phụ luôn nè. Dạ. Bữa nay cả nhà mình ăn sinh nhật má năm nghe. Bữa nay có một bữa tiệc nhỏ nhỏ cùng gia đình Nam Việt. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi, tạm biệt và hẹn gặp lại ha.